Sẽ không quá khi nói ở thời điểm hiện tại, Genji Esports đang được bày trên đội cảnh của bộ đôi đường đơn bên phía họ, Chobi và Doran, khi cả hai đang có phong độ rất tuyệt vời, giữ cho Genji Esports một vị trí tương đối an toàn trên bảng xếp hạng LCK. Có lẽ từ thất bại ở chung kết thế giới 2022 đến giai đoạn chuyển nhượng trước thềm giải đấu, ai cũng nghĩ một Genji Esports không còn Ruler sẽ gặp nhiều khó khăn khi cạnh tranh với những Hanwha Esports hay D-Blood Kia có nhiều bản hợp đồng chất lượng. Nhưng Genji Esports đã vượt qua những hoài nghi ban đầu, đứng dậy mạnh mẽ hơn sau khi vấp ngã ở giải quốc tế trước đó, mà những thành công chớm nở vừa qua phải kể tới dấu ấn rất đậm nét của bộ đôi đường đơn của họ. Hay nói cách khác, họ đã thay Ruler trở thành những trụ cột quan trọng mới của Genji trong mùa giải mà người ta ngỡ họ sẽ ít đi cơ hội bước vào top 4. Vậy Doran và Chovy đã thay đổi như thế nào để giúp Genji giữ nguyên dáng hình mạnh mẽ, và liệu rằng sự lột xác của họ có giúp Genji làm nên chuyện trong mùa xuân 2023? Hãy cùng tôi, bình luận viên Hoàng Luân, trả lời những câu hỏi trên trong video ngày hôm nay. Ở thời điểm mùa giải hè 2022, đầu tiên phải nói đến phong độ bay cao của mọi tuyển thủ. Sau cũng nên kể tới meta hợp thời, giúp Genji Esports vượt qua đại kình địch T1 để bay cao trên bảng xếp hạng, lập ra thành tích về hiệu số ván thắng lên tới 30, sau đó trở thành nhà vô địch LCK. Sự hủy diệt của Genji ở khu vực cũng đã khiến người hâm mộ kỳ vọng rằng họ sẽ mang trở lại vinh quang cho LCK sau một giai đoạn dài tại Masai 2021 thất thủ trước LPL. Nhưng phiên bản Genji ở chung kết thế giới dường như đã dội một gáo nước lạnh vào những người hâm mộ. Xuyên suốt giải đấu, tất cả đều thấy Doran không còn sự ổn định như một tháng trước đó, và tất nhiên lại càng không thể vượt trội đối thủ cùng đường, bất chấp lối chơi của Genji vẫn thuần túy hướng về cánh dưới. Chovy thực sự là nỗi thất vọng khi người ta nhắc về nhà vô địch LCK mùa hè 2022. Anh thi đấu mờ nhạt, bị động, cũng chẳng vượt trội hơn là bao so với những đối thủ trực tiếp. Suốt một thời gian dài sau chung kết thế giới, Chovy bị gán với những biệt danh đáng quên như Vinh Dọn Lúa, Midland Tier 2 Tổng Lĩnh. Nếu thời Dragonet còn có việc thiếu kinh nghiệm, ở Hanwha Esports còn có đồng đội để Chovy vinh vào làm lý do, thì ở Genji Esports 2022 không còn gì lý giải cho thất bại tốt hơn ngoài việc anh chưa đủ xuất sắc, chưa đủ khả năng thích ứng và gắn kết cùng đồng đội đi tới thành công. Một danh hiệu quốc nội duy nhất không những không giúp anh đủ tầm kế thừa quỷ vương bất tử, mà so trực tiếp với người đồng nghiệp cùng thời Showmaker, anh còn phải xếp dưới. Thành tích cũng chỉ là một yếu tố để đưa ra xem xét, quan trọng hơn là nếu không chịu thay đổi chính mình, Chovy cũng sẽ mãi chỉ là một thần đồng không lớn của LCK. Muốn thay đổi một con người, chắc chắn phải đặt họ vào trong những biến cố lớn, mà với Genji Esports, có lẽ biến cố lớn đến với đội tuyển này nói chung và Chovy nói riêng chính là thất bại ê chề ở chung kết thế giới 2022 và sau đó là sự ra đi của Ruler. Cú ngã chung kết thế giới có lẽ đã tác động sâu sắc đến Chovy và cả Doran, khi mà sau trận đấu, người ta thấy rõ ánh mắt thất thần của bộ đôi đường đơn nhà Genji. Nhìn về quá khứ, Chovy và Doran cùng nhau xuất hiện từ màu áo Riffin 2019. Bây giờ nhiều người đặt kỳ vọng vào những siêu tân binh này, đặc biệt là Chovy, sẽ trở thành tương lai hứa hẹn của khu vực, là những người sẽ xây tiếp những viên gạch vững chãi cho LCK thế hệ sau. Nhưng cùng nhau đi qua Riffin 2019, Regenest 2020, đến Genji 2022, liên tục những vấp ngã, những nhọc nhằn có lẽ đã khiến Chovy cùng Doran nhận ra rằng mình không thể chỉ mãi là những tiềm năng khu vực. Những đau thương sau thất bại đó đã chạm đến chỗ yếu lòng của cả hai, cũng là điểm tựa để bắt đầu một sự đổi thay lớn bên trong mỗi người. Sự ra đi của Ruler và Lehen cũng là một điều ảnh hưởng đến Chovy và Doran. Sau thất bại ở chung kết thế giới, Ruler rời đi để lại cho Genji một bài toán khó về sự thay thế phù hợp, về việc tìm một lối chơi chung mới hoặc thậm chí là một bản sắc mới cho chính mình. Bộ đôi đường dưới mới của Genji dù cho có được đánh giá cao đến mức nào cũng vẫn là những tuyển thủ trẻ còn hạn chế về mặt kinh nghiệm, trải nghiệm thi đấu, đặt ra áp lực lớn dành cho những mảnh ghép còn ở lại của nhà vô địch LCK mùa hè phải thực sự vững chắc và trở thành trụ cột mới cho đội tuyển sau thời của Ruler. Với Doran, anh là đường trên thiên hướng chơi cánh yếu, tạo tiền đề cho các carry cánh dưới bản đồ của đội. Nếu đội thiếu đi một xạ thủ uy tín như Ruler, đường trên lại chỉ ở ngưỡng tầm trung, có lẽ gánh nặng đặt lên đường giữa sẽ càng lớn. Điều này đòi hỏi anh phải trở thành một cánh trên mức tròn vai, giảm đường đầu nhiều hơn và nhiều khi phải là điều kiện thắng của đội. Còn tình hình của Chovy 2023 cũng là dấu chấm hỏi lớn trong lòng người hâm mộ sau màn trình diễn kém thuyết phục trên đấu trường quốc tế. Khá nhiều người cho rằng tình cảnh thời thi đấu ở Hanwha Esports đã mài mòn khả năng đột biến hổ báo của Chovy, biến anh trở thành một đường giữa với lối chơi bám đường tiêu cực. Đến với Genji, nơi sẵn có một carry chắc tay là Ruler, Chovy dường như có suy nghĩ còn ỷ lại, chưa đủ tham vọng để phấn đấu hoàn thiện bản thân hơn. Vì vậy, Ruler rời đi cũng là một cách tốt để Chovy tìm thấy giới hạn rộng hơn của chính bản thân anh. Tất cả những điều trên đã giúp Chovy và Doran có thêm những động lực cho mùa giải mới 2023 của mình, để khi Genji cần, họ sẵn sàng trở thành những trụ cột mới của đội tuyển. Một Genji khi không còn Ruler đã khởi đầu bằng một thất bại, nhưng thất bại đó cũng chỉ là trước T1 kinh nghiệm, gắn kết, chắc chắn, mà cũng chính tại đó người ta thấy được nhiều điểm sáng mới của bộ đôi đường đơn. Không còn một Doran nhút nhát trong xử lý, trao đổi đi đường, người ta thấy một Doran mạnh mẽ, dám tiến dám lùi, biết tạo tiền đề cho đồng đội.
Durant cũng trở thành một cánh có thể carry Genji. Không ít những trận đấu anh là người đưa đội tuyển vượt qua cơn bỉ cực. Những con bài nặng về gánh đội bằng sát thương như Fiora, Kermil hay Wen của anh được xuất hiện nhiều hơn và cho Genji nhiều cách hơn để triển khai, thay vì chỉ hướng xuống cánh giữa bản đồ. Durant đã thật sự không còn là đường trên chỉ biết giữ cho trụ không mất máu, mà đã trở thành đường trên dám đương đầu trực diện hơn, đứng ra trở thành một carry thực thụ khi đồng đội cần anh nhất. Đặc biệt là một Jovi đã lột xác, đổi mới hoàn toàn trong cách chơi. Anh vẫn thắng đường áp đạo với tỷ lệ trên 75% dẫn vàng kinh nghiệm và lính ở giai đoạn đầu, vẫn là một đường giữa đóng góp sát thương rất cao. Nhưng đã không còn một anh Vinh dọn lúa ở đường giữa, người ta chỉ thấy một Jovi năng nổ trong từng bước di chuyển, triển khai, luôn là người xuất hiện sớm tại những điểm nóng. Những hình ảnh Jovi ở bờ sông, hang rồng, ở các bụi cỏ đường trên, cánh dưới đã xuất hiện nhiều hơn. Các chất tướng đạo cảnh như Rai, Talia được Jovi trình làng thay vì chỉ xuất hiện như một cỗ máy dọn lính ở khu vực đường giữa. Những điểm sáng này cũng được hiện thực hóa thành quả ngọt cho Genji Esports. Liên tiếp những trận đấu sau đó, Genji có được chuỗi thắng, thậm chí uy hiếp cả vị trí đầu bảng của T1. Ở những chiến thắng này, bên cạnh đường dưới đang tiến bộ từng ngày, người ta cũng thấy rõ hơn dấu ấn của cánh trên với bộ đôi đường đơn đang làm trụ cột cho Genji. Như đã nói, cả hai đang dẫn đầu bảng xếp hạng KDA theo từng vị trí của mình, cho thấy đóng góp của cả hai với lối chơi chung của Genji đang rất hữu hình. Nhưng ở những điểm bắt đầu của sự thay đổi, bao giờ cũng sẽ có những gian khó. Genji cũng phải xảy chân rookie team roster để rồi ngậm ngùi rơi xuống vị trí thứ hai, mất đi phần nào cơ hội cạnh tranh ngôi đầu sau khi lượt đi kết thúc với T1. Sau đó cũng thất bại đáng tiếc trước chính đối thủ này ở giai đoạn lượt về. Qua những ván thua, trận thua như vậy, người ta cũng thấy ở đội tuyển này một vài những vết xước. Ngoài việc bộ đôi đường dưới đôi khi còn thể hiện sự thiếu kinh nghiệm, như Jovi trong nỗ lực muốn tạo ra sự khác biệt, đột biến có thể sẽ gây ra tác dụng ngược, qua đó mới chính là kẻ đẩy đội vào thế khó. Việc thi đấu sáng tạo đột biến cũng sẽ hạn chế phần nào khả năng đánh an toàn vốn có của Jovi, và trong một sớm một chiều người ta cũng thấy được anh không thể ngay lập tức phù hợp với lối chơi mới. Gần nhất cặp trận với Quang Đông Freak đã phản ánh điều này, khi mà những cố gắng tạo khác biệt của Jovi đã phản tác dụng khiến anh bị khai thác tương đối nhiều ở đường giữa. Một điểm nữa cũng cần nhấn mạnh rằng Jovi cũng là người chơi đường giữa dễ xuống tâm lý trong những cặp trận quan trọng. Về kỹ năng, không một ai có thể phủ nhận rằng Jovi là người chơi hàng đầu với lối đánh áp đảo và carry ở khu vực đường này. Nhưng ở những thời điểm đồng đội cần nhất, ví dụ bán kết chung kết thế giới, sử dụng Rai và tốc biến khó hiểu. Cách đây không lâu, Victor của anh khi đạt ngưỡng sức mạnh lại tốc biến thẳng vào lòng địch để Genji hoàn toàn chấp chủ lực trong đội hình. Nếu như muốn cùng Genji đi xa, Jovi không chỉ cần hoàn thiện hơn sự đa dạng như hiện tại, mà còn cần rèn luyện thêm tâm lý thi đấu cho bản thân mình để đủ sức đương đầu với những trận đấu quan trọng. Suy cho cùng, vẫn có thể nói Durant và Jovi cũng đã khác xưa, cả hai thật sự đã có những nét mới mẻ trong lối chơi, phong cách và đa dạng hơn trong bể tướng của mình. Những vết xước là không thể tránh khỏi, nhưng sự thay đổi dần là cần có cho tương lai của Genji và chính con đường sự nghiệp của bộ đôi đường đơn này. Những tín hiệu lạc quan đang đến với Genji, dù cho những cặp trận gần đây họ ít nhiều có bị làm khó. Những chàng trai trẻ của Genji đã kiên cường và bền bỉ, tiến bộ hơn qua từng vòng đấu. Điều này người ta có thể nhận thấy khá rõ qua đối chiếu họ trong cặp đấu với T1 lượt đi và lượt về. Chính vì vậy, những thất bại để họ nhìn ra nhiều hơn những vấn đề cần cải thiện sẽ là liều thuốc cực tốt để Genji ngày càng trưởng thành hơn. Durant và Jovi đang thực sự cùng biến đất trở thành một trụ cột của Genji sau khi họ chia tay Ruler. Những tài năng trẻ trong quá khứ của Griffin đã thực sự phải trưởng thành, phải đứng lên sau thất bại để thay đổi rõ ràng hơn, quyết liệt hơn cho vận mệnh của đội tuyển và của chính mình. Genji vẫn đang là đội chỉ xếp sau T1 và rộng cửa trong top 4. Nếu như vẫn làm đủ tốt, họ hoàn toàn có đủ sức cạnh tranh một trong hai tấm vé Diamasai 2023, thậm chí có thể giúp LCK làm nên chuyện khi giải đấu này đã đổi khác nhiều về thể thức. Như vậy, có thể thấy phiên bản Genji 2023, một Genji không còn điểm tựa là Ruler, Jovi và Durant đã cùng đội tuyển của mình đứng dậy sau thất bại để vững bước hơn trong một mùa xuân LCK cạnh tranh khắc nghiệt, cũng để chính họ trưởng thành, phát triển và thay đổi bản thân hơn nữa. Và sự thay đổi này đã mang đến những giá trị tích cực cần có cho tương lai của cả Genji và sự nghiệp của hai tuyển thủ Griffin ngày nào. Vậy bạn nghĩ sự thay đổi trước mắt có là đủ để Jovi và Durant có được thành công cho riêng mình, hay họ vẫn sẽ chỉ là những kép phụ đứng sau nhìn hào quang chiếu rọi vào kẻ khác? Hãy để lại ý kiến của mình bên dưới để Lưu được biết. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.